Đâu La Lại Lục phần 2 tập 918, tinh thần uy áp của Hoắc Vũ Hạo phần 2, tuyệt thế đường môn. Một bên miệng to thở hào hồn hển, một bên lỗ lực khống chế mình phi hành hồn đạo khí, tức giận nhìn sang Vũ Hạo, rồi nói: "Ngươi điên rồi hả? Ngươi muốn mưu sát hay sao?" Vũ Hạo mỉm cười rồi nói: "Cái này là rèn luyện tinh thần lực, phương thức hữu hiệu nhất. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn chống cự được tinh thần áp lực của ta, như vậy thì bản thân của ngươi tinh thần lực cũng có một chút trình độ. Loại rèn luyện này có thể là rất khó đấy. Ngươi không phải là cảm thấy trên đường nhàm chán hay sao? Ta đây thừa cơ hội này giúp ngươi một chút. Dù sao chúng ta cũng không quá gấp." "Ta không..." Lời còn chưa kịp nói ra, vừa biến mất không lâu, tinh thần lực uy áp lại lần nữa phủ xuống. Dù là lúc này đấy, Nam Tu Tu đã có chuẩn bị qua, nhưng Vũ Hạo áp lực tinh thần mạnh mẽ trước mặt vẫn là lập tức thất thủ. Lúc này đây càng là không chịu nổi, trực tiếp từ không trung rớt xuống dưới. Vũ Hạo lúc này tức thời trên không trung bắt được Nam Tu Tu, cam đoan nàng sẽ không té xuống ngã chết. Đợi nàng một lần nữa khống chế được tốt thân thể, ở trên không trung ổn định lại tinh thần uy áp lại tới nữa. "Lão Lương còn chống cự rồi, có bản lĩnh thì người ngã chết ta đi." Như thế 3 lần, 4 lần về sau, Nam Tu Tu nổi giận. Trải qua mấy lần tinh thần uy áp, nàng chỉ cảm giác được mình mệt mỏi muốn chết, phi cũng không bay, tùy ý hướng phía dưới rơi xuống. Vũ Hạo bất đắc dĩ phải tiếp được nàng hướng về phía mặt đất. Rơi trên mặt đất, Nam Tu Tu tức giận một cước liền đạp Vũ Hạo. Vũ Hạo lúc này hướng bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên, tránh xa: "Tu Tu, ta là vì người đó. Vì ta sao, ngươi là nhân cơ hội này trả thù mới đúng." Nam Thu Thu lúc này vẻ mặt phẫn uất nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo nhíu mày rồi nói: "Thu Thu, xem ra ta nhìn lầm người rồi." Nam Thu Thu sững sờ rồi nói: "Nhìn lầm ta, cái gì mà nhìn lầm ta?" Vũ Hạo nói: "Ta nguyên gốc chỉ là nghĩ đến ngươi là một vị cô nương kiên cường. Ta đây sẽ luyện tinh thần lực phương pháp, người khác chịu không được, ngươi nhất định là có thể. Vì tương lai ngươi trở thành phong hào đấu la là có nhiều chỗ tốt đấy. Thật không nghĩ đến lời mới là quá mấy lần như vậy, ngươi liền không chịu nổi." Cùng với tiểu nữ hài nhi cũng không có gì sai biệt. Được rồi, ta không cho ngươi thêm áp lực nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi, cho ngươi nghỉ ngơi tốt rồi chúng ta mau chóng tiến về trước địa lòng môn." Vừa nói, về mặt của hắn thần sắc rất là thất vọng, quay đầu đi về một bên. Nam Tu Tu nhíu mày, một lát sau lông mày được dựng dậy rồi nói: "Ai nói là ta không kiên trì được? Bồn cô nương có thể kiên trì, nhưng mà như người rất xấu, chẳng lẽ ngươi thực không phải cố ý nhắm vào ta sao?" Vũ Hạo tức giận rồi nói: "Ta không có nhàm chán như vậy được không nào? Người khác cầu ta còn không muốn làm như vậy." Nam Thu Thu hừ một tiếng rồi nói: "Được rồi, vậy chờ ta khôi phục lại một chút sẽ tới. Bồn cô nương nếu có chuẩn bị dưới tình huống này, người cũng đừng nghĩ áp đảo ta." Vũ Hạo nhếch miệng rồi nói: "Dùng sự thực nói chuyện đi." Nam Tu Tu mang theo mãnh liệt hào quang cũng là tầm khoanh chân ngồi xuống ở chỗ kia tiến hành khôi phục. Nhìn nàng tiến vào trong trạng thái minh tưởng, Vũ Hạo trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Cô nương này phải dùng phép khinh tướng mới là được. Nàng cho dù biết rõ là mình bị kích nàng, chỉ sợ đều là mắc lừa đi. Địa Long Môn vì cùng với đường môn lật thiết hợp tác, có thể nói là đem tông môn căn bản đồ vật đều là lấy ra rồi. Bối bối từng theo Vũ Hạo nói lý đã là từng nói qua, liệu có thể đường môn phải nghĩ biện pháp làm cho người ta một ít trở lại như cũ. Địa Long Môn trong tông môn tuy nhiên không tính cao cấp nhất, nhưng coi như là uy tín lâu năm tông môn, tài nguyên phương diện cho đường môn không ít trợ giúp. Hơn nữa có Nam Thủy Thủy ủng hộ, trong cao thực lực cấp bậc phương diện, đường môn cũng tăng cường rất nhiều. Địa Long Môn trên trăm tiền đệ tử, trên danh nghĩa vẫn là Địa Long Môn, nhưng Nam Thủy Thủy đã sớm tỏ vẻ rộng lượng. Một khi đường môn có việc, Địa Long Môn phương diện này nguyện ý toàn lực ủng hộ. Đương nhiên thì đường môn đối với Địa Long Môn thành ý cũng có trở lại như cũ. Trước mặt thì Địa Long Môn trong hàng đệ tử tiếp cận 1/3 đã hoàn thành hồn linh dung hợp. Cái này ở trong tông môn xem như số 1 đấy. Nhìn không ít những tông môn khác đều tâm động không ngừng. Có điều đám bọn hắn cũng không như là Nam Thủy Thủy đối với đường môn hiểu rõ như vậy. Trong lúc nhất thời đều có chút do dự mà thôi. Vũ Hạo nghe Nam Tu Tu giới thiệu qua tông môn bí cảnh, hắn liền minh bạch Nam Thủy Thủy, Nam Tu Tu hai mẹ con phần nhân tình này nói là đưa cho đường môn, chẳng nói là tiễn đưa cho mình. Lễ quả thân là tục tính bằng kim loại hiếm, đối với mình công dụng quá lớn, rất có thể sẽ giải quyết vấn đề hình người hồn đạo khí hồn lực chuyển. Hình người hồn đạo khí đối với thông thường hồn sư mà nói chỉ là kim loại hiếm, bào thành cũng pháp trận vận dụng đã không tồn tại vấn đề gì, nhưng hắn vũ hồn là cực hạn tục tính, cực hạn chi băng một khi vận dụng nó cũng không phải là kim loại hiếm có thể đủ chịu đựng được đấy. Cho dù chịu đựng được cũng không có tăng phúc tác dụng, ngược lại sẽ có trở ngại. Vũ Hạo cũng không thiếu quá tình nhân, nhất là hắn biết rõ Nam Thu Thu đối với mình một ít sợi tình ý, cho nên đón lấy cơ hội đi xa bên ngoài lần này, hắn cũng là ý định
mang Nam Tu Tu một bả. Nam Tu Tu tinh lực khôi phục lại không tính chậm, sau nửa canh giờ cũng đã sành lòng hoạt hổ nhảy lên một cái. Chuẩn bị xong chưa? Lần này ngươi cũng đừng nói ta đánh nén nhá. Vũ Hạo lúc này hai tay sau lưng, tương tiếu phi tiếu nhìn Nam Tu Tu. Nam Tu Tu không nhìn hắn hài hước cũng là dáng tươi cười, ngạo nghễ nói: đến đây đi. Ok, cẩn thận đó. Vũ Hạo lúc này nhắc nhở nàng một câu, hai con người lập tức thay đổi lại thâm thúy. Lúc này đây, tinh thần lực của hắn phát ra nhưng lại thập phần nhu hòa, hướng phía Nam Tu Tu áp chế đi qua. Nam Tu Tu cảm nhận được tinh thần áp lực, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ. Một lát sau, nàng cảm thấy áp lực cũng không tính là hoàn toàn quá mạnh mẽ, lập tức mặt lộ vẻ tự mãn, hừ một tiếng rồi nói: ta đã nói rồi mà, mới vừa rồi là công ở trong không trung ta còn có chút bối rối. Nói một cách khác, tinh thần lực của ngươi đối với ta vô tác dụng, trừ phi ngươi sử dụng hồn kỹ. Vũ Hạo cười nhạt một tiếng rồi nói: ngươi thì tập trung tinh thần đi. Vừa nói xong, tinh thần áp lực tiến hành chậm rãi tăng cường. Nam Tu Tu hoài ngoài miệng tuy mạnh hơn, nhưng nàng cũng biết rõ ràng mình và Vũ Hạo ở giữa chênh lệch, sắc mặt ngưng tụ lần lượt tập trung tinh lực. Đối mặt với Vũ Hạo không mảy may, Vũ Hạo tinh thần áp lực tiến hành từ từ tăng cường. Hắn tăng cường biên độ rất nhỏ nhưng là tiếp tục tiến hành, mỗi một điểm tăng cường đều làm cho Nam Tu Tu áp lực gia tăng vài phần. Nam Tu Tu trên trán có vết mồ hôi xuất hiện, mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bởi vì xuất mồ hôi trên người còn có mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra. Vũ Hạo đứng ở lối đó, thậm chí vô dụng thôi còn mắt nhìn nàng, trên người phóng thích ra áp lực đang kéo dài gia tăng. Nam Tu Tu dần dần cảm giác được trước mặt của mình tiến hành xuất hiện ra ảo ảnh, sự khó thở phảng phất có một tòa vô hình lớn chấn áp linh hồn phía trên của mình. Không được, ta nhất định là phải chịu đựng được, không thể bị người này xem thường. Cắn chặt răng, Nam Tu Tu đột nhiên hét lớn một tiếng, tăng cường khí thế của mình, một tầng phẩm sắc quang mang cũng tiến hành theo trên người tràn ra. Nàng này Yên Chi Lăng Vũ Hồn, Vũ Hạo cường đại tinh thần áp lực chấn áp xuống tự hành phóng thích ra. Vũ hồn vừa ra, Nam Tu Tu trên trán lập tức xuất hiện ra một tinh thể màu hồng hình thoi. Nàng cũng rõ ràng cảm giác được áp lực nhẹ đi. Tinh thần chi hải ở trong tinh thần lực cùng với võ hồn dung hợp lại với nhau, càng thêm hữu hiệu chống cự lại tinh thần uy áp của Vũ Hạo. Đáng tiếc rằng nàng chưa kịp thở, trong lúc đó trên người của Vũ Hạo truyền tới tinh thần uy áp bỗng nhiên tăng cường, áp lực cực kỳ lớn làm cho Nam Tu Tu cố cố trên người hào quang màu phấn hồng đại thịnh. Trong lợi điểm cũng là trên nàng không sợ hoài khoảng sợ, người này tinh thần lực đã cường đại đến trình độ như vậy hay sao? Nam Tu Tu rất rõ ràng, Vũ Hạo hiện tại có thể là không có phóng thích ra võ hồn đấy. Nói một cách khác, hắn hoàn toàn là bằng thuần túy tinh thần lực tạo ra áp lực cho mình, mà không có con mắt linh hoạt tăng phúc. Mình cũng đã là vũ hồn phóng thích ra, vô luận nói như thế nào, mình cũng đã là hồn đế nữa. Đối mặt với tinh thần áp lực như vậy, mang tới trước mặt, lại còn là không chịu nổi sao? Vũ Hạo vẫn không nhìn nàng, tinh thần áp lực cũng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tăng cường. Nam Tu Tu trên người màu hồng long lân toàn bộ đều lổ lên rồi, ngoại trừ bộ mặt ra, toàn thân dần dần bị long lân bao trùm. Nhưng mà long lân cũng không thể ngăn trở Vũ Hạo gây tinh thần áp lực. Thân thể của nàng tiến hành run rẩy, lắc lư, nàng cắn chặt răng, hai đấm nắm chặt, nhưng tinh thần uy áp trước mặt nàng lại càng ngày càng không kiên trì nổi. Không được, ta nhất định là có thể chịu đựng được. Nam Tu Tu lộ tâm quật cường phát tác. Chính Vũ Hạo nghĩ như vậy, đối với nữ hài nhi này quật cường, dùng phép kích tướng vĩnh viễn là tác dụng đơn giản nhất. Thời gian trôi qua, Vũ Hạo tinh thần áp lực còn đang kéo dài gia tăng, lúc này hắn đều hơi kinh ngạc rồi, hắn cũng không nghĩ tới Nam Tu Tu lại có thể chịu đựng được lâu như vậy. Đã nửa canh giờ rồi mà hắn đã thả ra tinh thần áp lực đã vượt quá đến tử thánh. Tuyệt đối không nên xem thường tử thánh này cũng đã tương đương với một cá bát hoàn hồn đấu la cường giả toàn lực phóng thích ra thi triển ra tinh thần áp lực. Vũ Hạo từ khi hoàn thành hồn hạch dung hợp, về sau tinh thần lực của hắn tổng sản lượng có thể so với siêu cấp đấu la. Hơn nữa sự khôi phục sức khỏe cường hãn cũng đã không chút thua kém. Nam Tu Tu có thể thừa nhận được ở hắn tứ thành hồn linh, thần áp lực này đã là rất không dễ dàng. Thời gian dần trôi qua, một đám tơ máu xuất hiện ra ở khóe miệng của Nam Tu Tu. Con người của nàng cũng có chút tan rã rồi, nàng có thể chống đỡ đến bây giờ chính là một cỗ quật cường chấp niệm. Vũ Hạo biết rất rõ, không sai biệt cho lắm, lại tiếp tục thương tổn đến nàng, thoáng một phát đem tinh thần áp lực triệu hồi. Đối với Nam Tu Tu không có chỗ tốt, hắn chậm rãi giảm xuống tinh thần lực áp lực của mình, để cho Nam Tu Tu dần dần thích ứng. Nương theo áp lực giảm bớt, Nam Tu Tu trạng thái tinh thần cũng từ từ biến yếu. Rốt cuộc Vũ Hạo đem tất cả tinh thần áp lực thu sạch hồi trở lại, nàng phu phu một tiếng té lên trên mặt đất. Vũ Hạo đi đến bên người của nàng, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhìn hắn tinh thần lực phát ra nhiều nhất chỉ là có tứ thành, nhưng tại đây hơn nửa
canh giờ công phu ở bên trong, hắn vẫn luôn coi chứng khống chế được tinh thần lực của mình, đã tiếp cận nam tu thủ cực hạn, lại không xúc phạm tới hắn. Đối với khống chế lực của hắn cũng là tương đương trình độ khảo nghiệm, thay đổi dung hợp hồn hạch, hắn thật đúng là không làm được. Ngồi xổm trên người của nam thú thú, đưa tay đặt tại mi tâm của nàng cảm thụ một lát, xác nhận rằng tinh thần của nàng chi hài hòa hoãn, không chút là tổn hại, chỉ là tinh lực tiêu hao quá độ. Sau đó Vũ Hạo mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tinh thần áp lực đến tăng cường đối phương tinh thần lực, đầu tiên muốn xây dựng ở người sử dụng có được cường đại tinh thần lực đều điều kiện tiên quyết, nếu không một cái không tốt sẽ làm cho đối phương bị thương nặng. Nhưng loại phương thức này không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất đấy. Thực tế là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, Vũ Hạo đoán chừng trải qua sau lần này, nam thu thu tinh thần lực sẽ tăng trưởng không nhỏ. Có điều lần này nàng tiêu hao quá lớn, một lát là không thỉnh lại, Vũ Hạo dứt khoát mở ra vòng linh bán vị diện, đem nam thu thu để vào trong bán vị diện bên trong, lại thi triển ra một phép thuật vòng linh bên trong kết giới ma pháp, xua đuổi vòng linh sinh vật, đưa nàng bảo hộ ở bên trong, đồng thời thì lưu lại một tia linh hồn tại vòng linh bán vị diện ở trong thủ hộ lấy nàng. Một khi nàng tỉnh dậy, Vũ Hạo có thể trước tiên là cảm nhận được. Làm xong hắn mới phóng người lên trên lần nữa ra đi. Không có nam thu thu kéo tốc độ thấp độ, Vũ Hạo phi hành ở trên không trung lướt nhanh như gió. Lúc này đây hắn không sử dụng phi hành hồn đạo khí, mà là bằng bản thân hồn lực tự bay thẳng. Một bên bay lên, Vũ Hạo vừa cảm thụ hồn lực tiêu hao, hồn hạch xung hợp đã xong, nhưng hắn còn chưa kịp cẩn thận thí nghiệm, hắn chỉ là tại hải thần các thử một chút. Trải qua lần này xung hợp hồn lực, hắn vậy mà trực tiếp liên tục vượt 2 cấp, đã đạt đến trình độ 76 cấp.